Rồi chào mọi người nhé. Thì hiện tại mình lại vừa xử lý hỗ trợ kỹ thuật thành công một sản phẩm vàng số AP. Ở đây với cái model là HNS499999. Với cái lỗi là trên cái sản phẩm này thì bị sét đánh mọi người nhé. Khách hàng đang sử dụng thì trong thời gian mà mưa bão sấm sét ấy, thì bị sét đánh thì rất là đen đủi. Với anh khách hàng này là chết cả TV, đẩy công suất, mic và vang chết luôn cả một loạt mọi người nhé. Mưa bão thì anh em cố tình để nghe thì nó lỗi hỏng là chuyện đen đủi. Thì trực tiếp là trên cái sản phẩm này nó chết rất là nặng mọi người nhá, chết toàn bộ về phần DSP giải mã và khối MCU này, bật lên vang tối thu luôn, không lấy cái gì cả, và cháy cả nguồn, hiện tại đã cháy cả nguồn này. Đó, khi xin sẽ đánh thì cái hệ lụy nó rất là nặng. Đó. Lì 1 2 6 7 đó, 1 2 mình đang kết nối trên mềm này, giảm effect này. Lì 1 2 6 7 nó test nhạc. Về nhạc thì mình không dám để to và để lâu thì sợ dính bản quyền mọi người nhé. Test để tự chứng luôn. Đây. Giảm này. Xin mình hiện tại cũng đang mưa. Ngoài miền Bắc thì bắt đầu vào mùa mưa rồi. Bắt đầu. Đó, đây. Tất cả mọi hoạt động wifi và USB đối với sản phẩm này đều test ok. Và cái sản phẩm này thì mình có hỗ trợ cho một anh trai ở trong Triệu Sơn Thanh Hóa nha. Thì anh có thể vào tham khảo qua cái video clip này. Đó, những cái dòng này thì mình sẽ hỗ trợ là xử lý sửa chữa full lỗi nhá, bao gồm tất cả những cái lỗi liên quan đến phần mềm và lỗi phần cứng. Phần mềm có thể lỗi về USB, lỗi về wifi này, phần cứng có thể lỗi về tín hiệu, cả nhạc cả mic mất kênh sôi ù. Đó thì mọi người, những ai mà chưa bao giờ kênh, là nếu vô tình xem được video clip này thì mọi người hãy kích vào nút bấm đăng ký kênh và nút biểu tượng hình quả chuông thông báo ở góc phải phía dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày mọi người nhé. Và ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm những cái video về giới thiệu sửa các cái dòng sản phẩm khác đó, bởi vì mình đã đăng tải trên kênh đã có rất nhiều rồi. Cái rắc này này mình hơi lỏng, cái này là bên mình test hàng ngày nên là nó sẽ bị dơ rắc nhá, nó sẽ gây tiếng sơ soạt. Ở trên kênh mình đã đăng tải rất là nhiều những cái video về sửa cái dòng vang AAP rồi, rất nhiều những model như K1000, 1025A, K2000, K3000 này, K9800 này, vân vân, rất là nhiều và rất là đa dạng về những cái lỗi hỏng rồi. Đó thì nôm na là đối với tất cả những cái sản phẩm thiết bị điện tử thì không có một cái sản phẩm nào nó có thể bền mãi mãi theo thời gian được mọi người nhé. Đó, khi chúng ta sử dụng lâu năm thì kiểu gì cũng lỗi hỏng, hoặc là đen đủi thì có thể do tác động từ yếu tố con người hoặc yếu tố môi trường, thì cái này chúng ta không thể tránh khỏi được. Đó, trên kênh mình đã đăng tải về cái sửa chữa rất là nhiều những dòng vang số trên thị trường rồi. Cái này mọi người để mà khách quan hơn thì mọi người có thể tham khảo trực tiếp nhé, để cân nhắc về khi mà mọi người có nhu cầu về sửa chữa. XAP, CISO, DB, vân vân. Đó, thì mọi người yêu quý kênh đó thì có thể bấm đăng ký kênh mọi người nhé, và đừng quên kích vào nút hình quả chuông thông báo để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video mình sẽ đăng tải lên hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã xem video.